cho anh đời đắng cay làm chi. Vâng, trước khi lên đường tôi lại test con đâm ly này cho khách. Đây là con đâm ly TA22. Cách đây khoảng 3-4 hôm tôi đã bán một con. Hôm nay có một con tôi test gửi cho khách ở công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Khách hàng mua lần thứ 2, thứ 3. Đâm ly đánh một đôi loa. Trên đâm ly có chỉnh bát chép, cân loa, lao lớp đầy đủ. Đâm ly có đèn vu, tiếng cực hay luôn, dòng âm ly cổ rồi. Nhỏ tiếng này. Đường cứ lần này hàng chiếc điện thoại đều rất là rất cẩn thận. Nhưng chẳng qua sự đời bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe. Rất cảm ơn khách hàng xa tí nữa. Quen nhau làm chi, thương đau chuộc lấy.